Linh. Mẹ. Linh. Lúc nãy con đã hỏi mẹ là mẹ có về nhà không, nhưng mẹ bảo không. Tao đến rồi đây. Thế mày ngồi đâu đấy? Mẹ! Sao mẹ lại ở đây ạ? Kể Linh, con chú này là... Con đừng hiểu nhầm. Mẹ với chú Hoàng chỉ là đồng nghiệp. Đúng rồi đấy Linh. Chú với cả mẹ con chỉ là đồng nghiệp. Thôi! Linh! Linh! Mẹ làm như thế không thấy anh này với bố hả? Con bình tĩnh. Mẹ... Mẹ chỉ say nắng một chút thôi. Mẹ với chú Hoàng chưa làm gì cả, chỉ đi uống cà phê. Mẹ nói thật đấy. Thật hả? Tôi có việc phải về cơ quan trước, gặp chị sau. Mẹ hứa, đây là lần đầu và cũng là lần cuối mẹ nói chuyện với chú ấy. Từ giờ trở đi mẹ không gặp chú ấy nữa. Thôi được rồi, con tin mẹ. Nhưng mà mẹ phải hứa là mẹ không được phản bội bố đâu đấy. Mẹ hứa. Bố nấu cái gì ngon thế? Ấy, đi vào mời mẹ ra ăn cơm đã con. Cũng biết rồi. Mẹ! Sao lại sẵn giọng với mẹ thế con? Cơm đi em. Anh này, ngày mai chắc em phải đi công tác, cuối tuần mới về. Lại công tác? Sao đi nhiều thế? Công việc mà. Công ty em mới mở thêm mấy chi nhánh. Tới đây, chắc em phải vào Nam để hỗ trợ. Con thấy mẹ con vất vả không? Con phải cố gắng học hành và thương mẹ nhiều hơn nhá. Vâng, con biết rồi. Anh ăn đi. Anh cảm ơn. Này, Linh. Con không ăn. Con ăn món bố nấu cơ. Alo, Hoàng à, ok rồi nhá. Lão đang còn gấp quần áo cho em ở trong kia kìa. Biết rồi. Mẹ. Linh. Ừ, thế nhá. Hợp đồng mấy mai giải quyết nhá. Mẹ. Mà sao giờ này mẹ còn đứng đây làm gì? Mẹ nghe điện thoại, trên nhà sóng yếu quá nên mẹ xuống đây. Thôi, mẹ đi lên đây. Mà đi công tác có vài hôm sao mang nhiều hành lý đi xem? Anh thì biết gì, em đi còn gặp đối tác nữa. Với lại bây giờ em đi đây, đường xa anh không cần phải đi nữa đâu. Đồ đạc nặng thế này em ra sân bay rồi vất vả ai khuân vác cho em? Không cần đâu anh Hoàng, em còn đi với đồng nghiệp. Thôi em đi đây, xe đến rồi. Ừ. Đợi người ta có lâu không? Quá lâu luôn, nàng đi đâu đây à? Anh, từ từ đã. Đợi tí qua khách sạn. Em không chấp chở mà nói người ta. Yên tâm, em mà đã ra tay, rạm say thành cá. Ôi, yêu sếp của tôi. Alo, Linh à? Bây giờ mẹ đang ở đâu? Mẹ á? Bây giờ mẹ đang ở sân bay. Sao thế con? Mẹ sắp bay rồi. Sân bay ạ? Thế mẹ còn liên lạc với cả chú kia không đấy? Chú Hoàng á? Không, mẹ liên lạc với chú ấy làm gì? Mẹ đã hứa với con rồi mà. Mẹ có còn yêu con, yêu bố không ạ? Sao con lại hỏi như thế?
Lúc nào mẹ cũng yêu hai bố con mà. Bây giờ mẹ về nhà với con được không? Bây giờ á? Nhưng mẹ sắp phải bay rồi. Thôi nhá. Không, con chỉ muốn mẹ về nhà thôi. Hôm nay bố con nấu món canh mẹ thích lắm. Mấy hôm nữa mẹ sẽ về với hai bố con. Thôi, mẹ phải bay rồi. Mẹ chào con. Mẹ, nhưng mà... Ra đây. Linh. Mẹ. Linh. Lúc nãy con đã hỏi mẹ là mẹ có về nhà không, nhưng mẹ bảo không. Con không thể nói dối bố được. Anh Quân. Kìa, anh Quân, anh đừng hiểu lầm. Tôi lại cứ nghĩ là con bé nó nói đùa. Anh em giải thích đã. Em với chị Mai à? Đến giờ phút này các người vẫn có mặt mũi để giải thích với tôi à? Tôi muốn ly dị. Không được. Nếu như mọi người ở cơ quan em biết, em còn mặt mũi nào nữa? Cô coi thể diện của cô hơn cái gia đình này à? Tại sao cô không nghĩ tới hậu quả nữa? Thực ra thì em và chị Mai vừa say rượu, thế nên là xong rồi bọn em còn bị hoãn chuyến bay nữa, thế nên là em với cả chị mới ở đất. Anh ơi, anh bay. Bố nhìn đi. Cô giải thích đi. Cô còn lời gì để nói nữa không? Linh, hóa ra là con theo dõi mẹ à? Ai cho phép con làm như vậy? Hả? Con bé nó đúng đấy. Nó chọn gia đình. Nó không ích kỷ như cô. Chạy theo thú vui dục vọng. Làm ơn rời xa bố con tôi ra. Bố con tôi sẽ sống tốt và không cần một người đàn bà như cô. Đi con. Kìa, Linh. Alo. Cái gì? Sa thải là sa thải thế nào? Không phải một mình tao điều khiển phương quỹ đâu. Còn cả mấy đứa nữa cơ mà. Alo. Alo. Anh Hoàng, lấy cho em cốc nước. Một chân một tay tự đi mà lấy. Ý anh là sao? Nghe thấy hết rồi. Trời ơi, cô đã hết giá trị lợi dụng. Cô chỉ là rác. Mà đã là rác thì tôi cóc cần. Đồ khốn! Anh dám! Dám chứ sao không? Dám chứ sao không? Bố mà chịu đựng đi. Nha. Yeah.